Xin thân ái kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Và Ketanji Brown Jackson tuyên thệ nhậm chức thẩm phán tối cao pháp viện hôm thứ Năm, và Ketanji Brown Jackson tuyên thệ nhậm chức thẩm phán tối cao pháp viện, trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên tại tối cao pháp viện gia nhập tòa án tại thời điểm phe đa số bảo thủ mạnh tay trong các phán quyết lớn. Và Jackson gia nhập khối tự do của tòa án với thế đa số bảo thủ 6/3, và tuyên thệ nhậm chức thay cho thẩm phán Stephen Breyer chỉ 6 ngày sau khi tối cao pháp viện hủy bỏ phán quyết Roe v. Wade năm 1973, trong đó hợp pháp hóa phá thai toàn quốc. Ông Stephen Breyer chính thức nghỉ hưu hôm thứ Năm, và Jackson nói rằng với toàn tâm toàn ý mà nhận trách nhiệm cao cả là bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ và thực thi công lý, không lo sợ hay thiên vị. Một cuộc khảo sát của Reuters Ipsos trong tuần này cho thấy 57% người dân Hoa Kỳ có quan điểm tiêu cực về tối cao pháp viện theo sau phán quyết cấm phá thai, một thay đổi lớn so với tháng trước kia khi đa số giữ quan điểm tích cực. Và Jackson là thẩm phán thứ 116, người phụ nữ thứ 6 và người da đen thứ 3 làm việc tại tối cao pháp viện kể từ khi tòa án thành lập năm 1789. Năm ngoái, Tổng thống Biden bổ nhiệm bà Jackson giao tòa phúc thẩm đặc khu Columbia sau khi bà trải qua 8 năm làm thẩm phán liên bang. Giống như ba thẩm phán bảo thủ được cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm trước đó, bà Jackson còn trẻ để làm việc nhiều thập niên trong chức vụ trọn đời. Trong khi đó, thẩm phán Florida và Kentucky chặn lệnh cấm phá thai tiểu bang. Các thẩm phán tại Florida và Kentucky hôm thứ Năm chặn đi những tiểu bang này thi hành lệnh cấm hoặc hạn chế phá thai sau khi tối cao pháp viện tuần trước đã hủy bỏ đi phán quyết Roe v. Wade năm 1973, trong đó xác lập quyền phá thai toàn quốc. Tại Tallahassee của Florida, thẩm phán John Cooper tạm thời hoãn một luật tiểu bang là cấm phá thai sau tuần thứ 15 của thai kỳ. Ở Kentucky thì thẩm phán Mitch Perry ra lệnh tạm thời ngăn tiểu bang thi hành lệnh cấm năm 2019. Những quyết định này tại Florida và Kentucky được đưa ra giữa làn sóng kiện tụng của các tổ chức quyền phá thai để nhằm bảo vệ quyền chấm dứt thai kỳ. Sau phán quyết lịch sử tuần trước của tối cao pháp viện, phán quyết đó cho các tiểu bang quyền cấm, hạn chế hoặc cho phép phá thai. Hôm thứ Năm, tối cao pháp viện bác phán quyết của tòa liên bang cấp dưới mà trong đó vô hiệu hóa các hạn chế phá thai tại Arizona, Arkansas và Indiana. Các lệnh cấm và hạn chế nay có hiệu lực hoặc chuẩn bị có hiệu lực tại 22 tiểu bang, trong đó 13 tiểu bang giống như Kentucky thì có luật sẽ có hiệu lực nếu Roe v. Wade bị hủy bỏ. Các tòa án tiểu bang tại Texas, Louisiana và Utah cũng tạm thời chặn đi lệnh cấm ở những tiểu bang này từ tuần trước. Các nhà cung cấp phá thai đang đề nghị lệnh tương tự tại các tiểu bang như Idaho, Ohio, Mississippi và West Virginia. Lệnh tạm thời cho các cơ sở này thêm thời gian để tiếp tục cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, về lâu dài, những người ủng hộ quyền phá thai đang đối diện khó khăn lớn. Tòa thượng thẩm tại nhiều tiểu bang nằm trong tay các thẩm phán bảo thủ hoặc cộng hòa, những người dễ chấp nhận cấm phá thai hơn. Bộ Tư pháp điều tra một đơn vị của cảnh sát thành phố New York vì thiên vị giới tính. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở cuộc điều tra một đơn vị của Sở Cảnh sát thành phố New York xem xét đơn vị này có thiên vị giới tính hay không, kể cả cách đơn vị này giải quyết các cuộc điều tra tấn công tình dục và đối xử với nạn nhân. Bộ Tư pháp hôm thứ Năm cho hay Bộ nhận được thông tin cáo buộc những sai phạm tại Bộ. Bộ nhận được thông tin cáo buộc những sai phạm tại bộ phận nạn nhân đặc biệt VSD của Sở Cảnh sát New York kéo dài hơn 10 năm qua. Những sai phạm đó bao gồm không tiến hành các bước điều tra căn bản, thay vào đó xúc phạm và ngược đãi nạn nhân, gây ra đau khổ cho họ trong cuộc điều tra. Bộ Tư pháp cho biết cuộc điều tra sẽ bao gồm thẩm tra toàn diện các chính sách, quy trình và huấn luyện cho các cuộc điều tra của SVD về tội phạm tấn công tình dục. Bà Kristen Clark, phụ trách bộ phận dân quyền của Bộ Tư pháp cho hay, dựa trên tin cung cấp cho Bộ Tư pháp, Bộ nhận thấy cần điều tra xem SVD có thiên vị giới tính hay không. Sở Cảnh sát New York và thị trưởng thành phố Eric Adams ủng hộ việc điều tra. Văn phòng ông Adams cho biết văn phòng thị trưởng sẽ hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra này, tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để sửa chữa những sai sót.
Bộ Tư pháp cho hay cuộc điều tra sẽ bao gồm xem xét cách SVD tương tác với nạn nhân và nhân chứng, các bộ phận này thu thập bằng chứng và hoàn tất cuộc điều tra, và những biện pháp sở cảnh sát thực hiện để giải quyết những sai sót trong việc giải quyết tội phạm tấn công tình dục. Bộ Tư pháp cũng sẽ tiếp xúc với dân chúng để tìm hiểu về kinh nghiệm của họ với SVD. Lương tối thiểu tại 20 tiểu bang, thành phố và quận hạt sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7. Người lao động ở hơn 20 tiểu bang, thành phố và quận hạt sẽ được tăng lương từ ngày 1 tháng 7 khi lương tối thiểu cao hơn có hiệu lực. Một phần của chiến dịch toàn quốc để bảo đảm người lao động được trả lương thấp nhất có thể theo kịp chi phí cuộc sống ngày càng tăng. Trong số các tiểu bang tăng lương tối thiểu là Connecticut, Nevada, Oregon cùng đặc khu Columbia với tổng cộng gần 6 triệu người lao động. Ngoài ra, lương tối thiểu tại 12 thành phố ở tại California như Los Angeles, San Francisco sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7, cũng như tại Chicago và St. Paul, Minnesota. Một số quận hạt cũng như tăng lương tối thiểu như quận hạt Cook tại Illinois và quận hạt Montgomery tại Maryland. Tăng lương tối thiểu diễn ra khi lương tối thiểu liên bang gần kỷ niệm 13 năm kể từ lần tăng gần nhất, đánh dấu về khoảng thời gian dài nhất không tăng lương kể từ khi mà lương căn bản được công bố năm 1938. Vẫn còn 20 tiểu bang, chủ yếu tại vùng miền Nam và Midwest, nơi lương tối thiểu liên bang là 7.25 đô la một giờ, được xem là một mức lương sàn. Mức lương này thấp hơn ngưỡng nghèo đói 8.38 đô la đối với gia đình mà có từ 2 người trở lên, trong đó một người đi làm. Trong khi đó, thì 30 tiểu bang và đặc khu Columbia áp dụng đến lương cao hơn lương tối thiểu tiểu bang, với một số tiểu bang này gắn liền tăng lương với chi phí cuộc sống. Đây sẽ là cách công bằng hơn để đảm bảo người lao động theo kịp lạm phát. Bà Holly Sklar là giám đốc điều hành của tổ chức vận động cho lương tối thiểu cao hơn. Nói là lương tối thiểu liên bang là để cho người dân tránh khỏi nghèo đói, nhưng hiện nay nó làm cho người ta nghèo đói theo cách đáng kể ở những tiểu bang nơi vẫn duy trì mức lương tối thiểu liên bang. 4 di dân thiệt mạng trong vụ va chạm ở Texas. Một chiếc xe đang chở một nhóm di dân tông vào một xe đầu kéo sau khi né tránh chốt kiểm soát của cơ quan quan thuế và biên phòng CBP ở Encino, Texas hôm thứ Năm, làm cho 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Vụ va chạm xảy ra chỉ vài ngày sau vụ buôn người gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, làm cho 53 di dân tử vong trong thùng xe đầu kéo bị bỏ lại ở San Antonio. Lãnh sự quán Mexico ở thành phố biên giới Laredo cho biết 2 người Mexico, 1 người Guatemala và 1 người khác thiệt mạng trong vụ tai nạn vào hôm thứ Năm. Tài xế người Hoa Kỳ giao nhà thương cùng với 2 người được cho là di dân Guatemala. Bộ Nội vụ Mexico cho hay chiếc xe xuất phát từ Laredo và đang trên đường đến San Antonio. Hôm thứ Hai, hàng chục di dân tử vong sau khi bị mắc kẹt trong thùng xe đầu kéo được tìm thấy bị bỏ lại ở ngoài ô San Antonio. Nhà chức trách cho rằng chiếc xe cũng vượt qua camera giám sát của CBP ở Encino mà không bị phát giác. 4 người bị bắt giữ vì thảm kịch hôm thứ Hai, kể cả tài xế. Theo một nhà lập pháp, tài xế đang say methamphetamine khi cảnh sát tìm thấy. California chăm sóc y tế miễn phí cho toàn bộ di dân. California hôm thứ Năm trở thành tiểu bang đầu tiên đảm bảo đến chăm sóc y tế miễn phí cho toàn bộ di dân thu nhập thấp đang sinh sống trái phép tại Hoa Kỳ. Một quyết định mà sẽ trang trải chi phí cho thêm 764.000 người với chi phí khoảng 2.7 tỷ đô la một năm. Thống đốc Newsom ký ngân sách gần 308 tỷ đô la mà trong đó cam kết đưa toàn bộ người có thu nhập thấp vào chương trình Medicaid của tiểu bang trước năm 2024, bất kể tình trạng cư trú của họ. Và đây là một chiến thắng đối với các nhà hoạt động chăm sóc y tế và di trú, những người đã đề nghị thay đổi hơn 10 năm qua. Trên toàn quốc thì chính quyền liên bang và tiểu bang phối hợp cung cấp chăm sóc y tế miễn phí cho người lớn có thu nhập thấp và trẻ em thông qua Medicaid. Nhưng chính phủ liên bang thì không thanh toán cho những người đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Một số tiểu bang như California thì dùng tiền thuế riêng để trang trải một phần chi phí y tế cho một số di dân thu nhập thấp. Và hiện nay, California là tiểu bang đầu tiên mà chăm sóc y tế miễn phí cho tất cả mọi người. Với khoảng 92% người dân California có một số hình thức bảo hiểm y tế nào đó và đưa tiểu bang này vào nhóm giữa ở trên toàn quốc. Nhưng điều này sẽ thay đổi một khi ngân sách mới có hiệu lực, vì người lớn sinh sống trái phép là một trong những nhóm lớn nhất mà không có bảo hiểm ở tiểu bang.
Theo Kaiser Family Foundation, thì những người sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đang chiếm khoảng 7% dân số năm 2020, là tương đương khoảng 22 triệu người, và họ không đủ điều kiện với đa số các chương trình phúc lợi công, mặc dù nhiều người có việc làm và nộp thuế. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ, và sau vài phút thương mại sẽ là phần tin quốc tế.